Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay Thưa quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma Chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Oan hồn dưới đáy sông của tác giả anh Bảy Thưa quý vị hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây Qua phần diễn đọc của Đình Soạn tiếng rồi đụng kêu vang trong gian xưởng nhỏ của nhị ở ngoài sân bà hưởng mẹ của anh đang cầm cụi nhặt đống rau muống vừa hái ở vườn vừa nhặt bà vừa lầm bầm mấy lời hát su. ở cái tuổi ngoài năm mươi này người ta hầu hết đã có con cháu ấm bồng như một lẽ thường tình nhưng mà cái lẽ này đối với bà lại là một ước mơ nhị không có vợ hay nói đúng hơn là anh không có thời gian để nghĩ đến việc ấy bố anh mất sớm cho nên từ thời còn nhỏ nhị đã phải bươn trải ngoài đồng phụ bà hưởng kiếm từng con cá con cua lớn hơn một chút thì nhị xin đi theo học nghề một ông thợ mộc nhưng học được vài tháng ông ta chuyển ra nước ngoài định cư nhị giặt vào mùa xí nghiệp làm giấy và vật liệu xây dựng để làm bốc vác trải qua hơn 7 năm khối lượng công việc quá nặng thành thử ra là anh đâm suy nhược cơ thể nhiều lần phải vào viện chuyển nước thế còn trai đầu ốm điên biên như vậy bà Hường không nỡ khuyên nhị nghỉ việc. Thuyết phục mãi thì từ đầu năm đến nay, anh mới đồng ý viết đơn để xin nghỉ. Sau khi nghỉ việc ở xí nghiệp, nhị dùng số vốn ít ỏi của mình dựng một gian nhà xưởng nhỏ bên hông nhà. Tiếp đến, anh đi thu mua gỗ vụn hoặc là những đồ gỗ gia dụng mà người ta không dùng đến, mang về đục đẽo tạo hình thành những pho tượng, những con vật mỹ nghệ để trang trí. Thì cũng không khá gầm nhưng mà nguồn thu nhập từ nó cũng đủ để cho hai mẹ con trang trải qua ngày. Với tất cả những điều kiện kể trên thì thật không quá khó hiểu nếu nhị không có người yêu. Đã vậy anh lại còn nhút nhát. hễ gần bất cứ cô gái nào anh đều toát mồ hôi tim đập chân run. Bà Hưởng thậm chí là còn ra sức mai mối tìm kiếm hộ con trai. Nhưng với một người không có hợp thức tiền bạc lại không thì làm gì có ai để ý. Trở lại với thực tại bà Hưởng đã nhặt xong mớ rau, hướng mắt về gian xưởng bà cất giọng. Nhị ơi, nghỉ tay cơm đi con muộn rồi. Nhị từ bên trong cười tươi mà đáp. Mẹ cái nấu xong cơm đi con nghỉ một thế. Đang đục phiến gỗ thu được của nhà ông hai. Gỗ này tốt đấy mẹ, không có tí muối mọt nào cả. Biết là phải làm kiếm tiền, thế nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ốm đau ra đó mẹ già cả rồi không lo được mãi đâu. Mẹ cứ yên tâm có lượng sức đường mình mà Nghe nhị nói đến đây Thì bà hưởng im lặng Lắc đầu ngao ngắn rồi cắp rổ rau xuống bếp Về phần của nhị cầm cùi đục đẽo Được thêm gần 10 phút Thì anh ngừng lại khi thấy một âm thanh quen thuộc Đó là tiếng xe máy của Tuấn Người bạn khá thân thiết của mình Đặt cái rồi xuống bàn nhị niềm nở bước ra ngoài sân Ra đến nơi thì anh trông thấy Tuấn đang nghỉ hụt khuôn cái bao tải khá lớn từ trên sau in xe xuống. Này, cái gì đấy ông bán? Còn cái gì nữa tôi đem tiền đến cho ông đấy. Vừa nói Tuấn vừa mở bao ra, bên trong là hàng chục khúc gỗ lớn nhỏ. Trông thấy chúng nhị hà hốc mồm kinh ngạc. Trời đất, ông kiếm được ở đâu đấy? Trông vân gỗ đẹp quá, bao nhiêu tiền chắc đắt lắm hả? Không mất một đồng là sao ăn trộm mà Phủi vui cái mồm đi. Trộm là trộm thế nào? Sát bên nhà tôi công anh đang xây nhà mới, không biết chúng số hay sao mà thất thả đống đồ dùng ở trong nhà từ cũ cho đến mới ông ấy đều đem bỏ. Tôi trông thấy cái kệ gỗ này đẹp quá cho nên là xăng xin. Khổ nỗi qua tới nơi thì nó đã bị tháo rời ra cả rồi. Nhớ đến đâu người tôi nghĩ chắc chắn là ông cần cho nên là tôi mang sang đây ấy, cho ông. Trời đất đây quý hóa. có tốt thế này có mà đi lùng mua rẻ lắm cũng cả bạc triệu. Cảm ơn ông nhé. Để tôi gửi ông ít coi như là tiền công cán ông mang qua đây. Vừa nói nhị vừa đưa tay vào trong túi quần để lấy ví. Thế vậy Tuấn lắc đầu. Thôi không cần. Anh em quý nhau nên tôi mang sang thôi. Tôi cũng có tốn cái đồng nào đâu. Nếu mà đống gỗ này ông kiếm được nhiều thì kha tôi trầu bia lại được rồi. À, được nhất chị Hay là chuyển luôn bây giờ? Cũng được. Tôi chỉ sợ ông chưa bán được gì mà mất tiền trầu nhậu. Ôi dào. Cô tôi thế này sợ gì không bán được. Ông cứ đứng đây đợi tôi một chút. Tôi thay cái áo. Sẵn nói mẹ không cần đợi cơm rồi ta đi. À được. Ông à, sẵn chuyển lại hỏi thăm tôi tới gì hưởng nhé. Nhị gật gù vội vàng bước ngược vào trong nhà. Một lát sau anh trở ra với chiếc áo thùn mới. Hai người leo lên xe của Tuấn rồi cứ như vậy nhắm thẳng hướng quán nhậu mà chạy đi. Bữa nhậu hôm nay nhị gọi khá nhiều món. Mặn cho Tuấn ngăn cản nhưng anh nắc đầu. Con người của nhị là như vậy. Thì có thể nhận ơn nghĩa của người khác nhưng nếu có cơ hội thì sẽ lập tức báo đáp một cách sòng phẳng khi hơi men đã bắt đầu ngà ngà trong hơi thở tuấn mới khoác vai của nhị rồi thì thầm Nhị này tôi có chuyện này muốn tâm sự nhưng mà sợ nói ra thì ông lại không thích sao vậy ông cứ nói đi anh em cả mà tính tôi trước giờ chả vì lời nói của ai mà ghét người đó ông biết rõ mà à, cũng không có gì ý tôi muốn hỏi là ông cứ định sống lê lát thế này mãi hả Ừm, uhm, tôi chưa hiểu ý của ông. Tuấn rót một cốc bia đầy nốc cạn rồi lè nhẹ nói. Ông không thấy cuộc sống hiện giờ cũng nó quá nhàm chán sao? Ông không có nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ đổi đời. Nhị liền lắc đầu rồi nói. <laughs> tôi thấy ổn mà. Tiền thì ai chả muốn, thế nhưng mà nhiều chuyện chi phối quá. Tôi chả biết cái đường nào mà lần cả. Nếu vậy tôi nói có công việc này kiếm được rất nhiều tiền, ông có làm không? Việc gì vậy? mà sao ông lại nói chuyện này với tôi nhiều tiền thế sao ông không có làm ai bảo không tuấn chỉ tay về chiếc xe sh của mình dựng ở ngoài quán ông nhìn chiếc xe của tôi đi tiền cũng từ đó mà ra đấy cái công việc này chỉ cần ông tháo vát nhanh nhẹn là có thể làm được ngay nghe tuấn nói thì nhị cũng có chút suy nghĩ thực ra xuất thân của cả hai người khá tương đồng nhau thậm chí thời bé tuấn còn khổ hơn anh nữa nhưng anh không hiểu kiếm đâu ra được nhiều tiền Vừa xây nhà vừa mưa sắm xe Ngày đầu sang năm còn cưới cả vợ Sao có muốn làm không hả Thì, thì ông cứ nói đi Tôi nít một nơi quay sang hai bên ngó nghiêng một chập Rồi tiến sát lại gần nhị Tôi đi chạy hàng cho người ta từ cửa khẩu về thị xã Mỗi chuyến hàng đừng giao đến nơi thành công Thì cầm về tay khoảng 30 triệu là bình thường Khiếp Hàng gì mà mầm vận chuyển cao vậy Buôn lậu à Tuấn đưa tay lên miệng Bé bé mồm thôi Làm cái chuyện phạm pháp vậy tôi không làm đâu Nào nào ông đừng có mà làm quá lên như vậy Mình chỉ chuyển hàng cho người ta Chứ có phải bán đống hàng lậu ấy đâu mà sợ Với lại phía chuồng hàng Họ cũng đã trưng chi hết cả rồi Chả ai thèm bắt làm gì Mà có xui tận mạng bị bắt được Thì bỏ hàng mà chạy Chủ nhà không có bắt tiền đâu Không nhị lắc đầu rồi cười trừ nói Tôi không có làm đâu Cảm ơn ý tốt của ông Mấy cái việc như thế này tôi không có dám Ông đúng là nhát chết Bạn bè thấy khó khăn muốn giúp mà cũng chẳng được Thôi không nói nữa uống đi Uống hết cốc này rồi về Sáng mai tôi còn dậy sớm làm cho xong lô tượng gỗ mà người ta đặt nữa Tuấn gần gỗ không đáp Trông anh ta có vẻ như mất hứng thú Tuy nhiên cả hai cũng uống thêm mỗi người hai chai nữa rồi mới đứng lên để tính tiền. Về đến nhà thì đến gần 9 giờ tối. Nghe tiếng mở cửa bà Hương từ trong phòng chạy ra. Trên tay của bà cầm theo chai dầu gió và một cốc nước cừng ấm. Đặt chúng xuống mặt bàn bà liền chép miệng. Nhị và uống đi con cho giải bia rượu. Uống nhiều lắm rồi phải không? Không, con uống có mấy chai mà. Thôi đừng có nói điêu. Mùi men làm cho mẹ muốn say theo mà bảo mấy chai. Rõ khổ, lần sau uống ít thôi đấy. Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm. Với lại con được mẹ chăm kỹ thế này mà, say vài lần nữa cũng chẳng có sao cả. Bà Hưởng thở dài rồi lắc đầu. Chả biết là mẹ còn sống được bao lâu. Nhẽ ra là người chăm sóc cho mày mỗi khi say xỉn là vợ là con, chứ chẳng phải là cái thân già này đâu. Lo mà chi thú làm ăn kiếm được một cô vợ Rồi có cháu cho mẹ ấm bầm chẳng mấy bà hàng xóm ngày nào cũng bồng bế cháu trai cháu gái mà sốt cả ruột Nghe bà Hưởng nhắc đến chuyện cưới xin Nhị vợ cười Nói làng sang chuyện khác Nhưng có vẻ đêm nay Tâm sự trong lòng của mẹ anh đã không còn chất chứa nữa rồi Bà liền thần thở Hôm trước mẹ được người ta giới thiệu con bé tuyết ở xóm bên Thế nhưng mà vừa gặp nó đã hỏi con có tiền để cưới, xong xây nhà mới hoặc ở riêng chưa? Nó hỏi vậy thì trả lời em sao chứ, phần nhà mình nghèo quá mà. Nhị vẫn vợ như là không nghe thấy gì cả. Anh uống hết cốc nước cường rồi đứng thứng bước về phòng. Sau khi cánh cửa được đóng kín, Nhị đồ vật xuống giường cơn mặt lộ rõ vẻ buồn chán. Đâu phải anh không muốn lấy vợ sinh con cho bà hưởng vui lòng. Và cũng trong lúc này Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Làm cho nhị bừng tỉnh Anh ngồi bật dậy với tay lấy chiếc điện thoại Rồi tìm luôn cái tên quen thuộc trong danh bà Một lúc sau thì đầu dưới bên kia có tiếng trả lời Không đợi cho đối phương kịp hỏi nhị đã mở lời trước Tuấn, Tuấn, mày mày cho ta làm cùng mày Nghe nhị nói như vậy thì Tuấn bất ngờ Anh ta phải hỏi đi hỏi lại đến mấy lần sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm Tuấn mới cười hề ra vẻ thích thú Anh nói Được Như vậy mới đúng là bạn tao Thương muộn rồi ngủ đi Sáng mai đúng 8 giờ ra quán cà phê ở đầu ngõ nói chuyện Ta biết rồi À mà này tuyệt đối không được kể cho nghe chuyện giữa tao và mày Kể cả là thím hưởng Yên tâm tao hiểu mà Nói đến đây thì nhị cúp máy Anh không ngủ tiếp mà nằm vắt tay lên chán để suy nghĩ Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhị quyết định dính vào những chuyện không trong sạch Nhưng giống như một câu nói mà anh từng nghe được Tiền nào thì cũng đạt tiền Làm gì có tiền không quan trọng Quan trọng là phải có tiền Cứ luận quần vì đống suy nghĩ hỗn độn Nhị thiếp đi lúc nào không hay Đúng 8 giờ sáng hôm sau Nhị đến quán cà phê Vừa bước vào bên trong đã chồng thấy Tuấn ngồi chờ sẵn Nhận ra đối phương anh ta đưa tay lên vẫy để hào hứng Đây 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 ở đây Nhị bước tới vẻ mặt vẫn không được thoải mái cho lắm Sau khi gọi xong đồ uống Tuấn bắt đầu hỏi Này tôi qua tưởng ông say nói năng linh tinh Bây giờ ông tới đúng hẹn như vậy chắc không phải nói đùa chứ Tôi không đùa đâu Tôi muốn làm cái việc mà ông nói tối qua Cụ thể thế nào ông nói rõ hơn được không Cứ bình tĩnh uống cà phê đi đợi tôi một lát Vừa nói Tuấn vừa móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Gần nửa giờ đồng hồ sau một nhóm gần 5-6 người xuất hiện. Trông họ hoàn toàn xa lạ với nhị. Một người đàn ông trung niên bước tới trước của Tuấn. Còn những người còn lại thì ngồi ở một chiếc bàn gần đó. Trông thấy người đàn ông này Tuấn có vẻ kính nể. Anh vội vàng đứng lên kéo ghế một cách hết sức chú đáo. Anh mời anh ngồi đi uống gì để em gọi. Thưa khỏi Người đàn ông xua tay ánh mắt hướng về phía của nhị. Đây là người mới mày giới thiệu cho tao hả Tuấn? Dạ vâng, đây là nhị bạn thân của em. Thằng này nó lanh lợi hoạt bát. Nó còn có kinh nghiệm 7 năm làm bốc phát trong xí nghiệp vật liệu xây dựng cho đến sức khỏe có thừa. Người đàn ông tên Mười ngó nhìn nhị một vòng từ trên xuống dưới sự gần gù ra vẻ ngài lầm. Tiếp đến gã liền hất hàm rồi hỏi. Chào chú em, anh tên là Mười Đức nhưng mà cứ gọi anh là anh Mười cho tình cảm. Cho em chắc đã từng được thằng Tuấn nói sơ qua về công việc rồi chứ Dạ vâng ạ à, em có nghe Thế để anh nói cho chú hiểu rõ hơn nhé Công việc mà sắp tới chú làm không yêu cầu kiến thức hay bằng cấp cái mẹ gì cả Chỉ cần có sức có gan thì làm gì cũng được Tiền thì, thì anh cũng nói Mỗi một chuyến hàng từ cửa khẩu về chót lọt Anh gửi chú 20 triệu Làm được ba chuyến trở lên anh thưởng thêm mỗi chuyến 5 triệu Chú thấy sao? Nếu mà không ưng thì có thể đưa ra mức giá mình muốn rồi anh cân đối. Không, em em không có ý kiến gì. Số tiền này là nhiều rồi em cố gắng. Vậy cứ quyết như vậy đi. Bây giờ em cứ đợi đi, khi nào có chuyến thì thằng Tuấn nó sẽ báo cho. mấy chuyến đầu anh sẽ cho ngay đứa đi cùng, tiền cho việc nó chỉ báo. Sau này cứng cáp rồi anh sẽ cho đứng xe. Dạ, em hiểu. À mà này, làm công việc này quan trọng nhất là phải giữ mồm giữ miệng em hiểu chứ. Em hiểu, tôi nói với em rồi. Tốt. Nói thêm một vài câu nữa thì mười Đức đứng dậy, quay trở lại bàn cùng đắng đàn em cùng mình. Còn nhị anh đừng tuấn huyết vai thì thầm. Này, ông may mắn khi được anh mười hôm nay dễ tính đấy. Chứ đợt tôi mới xin vào làm anh ấy nghiêm lắm, thử lòng mấy lần đấy. Nhị gần gồ cho có lệ trong lòng của anh cũng có những nỗi lo nhất định. Tuy nhiên niềm tin về mức thu nhập lớn khiến cho nhị cũng phần nào mạnh mẽ hơn anh cũng chẳng phải chờ đợi lâu Bởi chỉ một tuần sau Thì Tuấn gọi điện thông báo Về chuyến hàng đầu tiên Bây giờ nhị phải đối mặt với một nỗi lo lớn Bởi tính chất của cái công việc này Là xuất phát từ chiều Đến tận sáng hôm sau mới về Nếu đi thì bà Hưởng Sẽ thắc mắc và nghi ngờ ngay Nhưng rồi nhị cũng tìm được cách Anh nói dối theo một người bạn Đi câu đêm Bà Hường cũng thắc mắc nhưng nghĩ trước giờ nhị không nói dối bất cứ điều gì cho nên bà cũng không gặng hỏi thêm chuyến hàng đầu tiên cuối cùng cũng diễn ra chót lọt đường từ cửa khẩu về tuy có chút khó đi do phải băng toàn đường tắt tuấn ngồi trên xe cùng chấn ăn nhị rất nhiều nhất là mỗi lần có chạm kiểm tra hàng hóa mẹ ơi mẹ tiếng gọi réo làm cho bà hưởng tỉnh giấc nhận ra giọng của con trai bà nhộm dậy vội vàng rời khỏi giường cánh cửa mở ra nhị từ bên ngoài bước vào trông gương mặt của con trai bờ điền thốt lên trời đất sao mặt mũi của con hốc hác vậy hai con mắt thì thâm đen đi câu cả đêm không ngủ hả người ngậm dính đầy bùn đất nhị phì cười lắc đầu sao ngủ được chứ mẹ ở cái hồ này nhiều lắm lại toàn là con to vừa nói anh vừa giơ một giò cá đầy ra trước mặt của bà hưởng Thật ra số cá này nhị vừa ghé chợ mua những vết bùn đất cúng từ anh lội xuống con mương gần đó. Tất nhiên là với sự chú đáo như thế này thì bà Hường làm sao có thể nghi ngờ cho được. Nhận giò cá từ tay của con trai bà liền tấm tắc khen Ôi trời ơi con cá to phết nhỉ Mấy con này chắc phải hai ba cân Còn đây nữa này Nhìn móc từ trong túi của mình ra ngay tờ tiền 500 ngàn mới cứng Anh rối vào tay của bà Hưởng rồi nói đây là tiền bán cá mấy con lớn đấy mẹ Cá này nhỏ hơn cho nên con đem về nhà mình ăn Trời đất Sao nhiều thế Sao con không giữ mà tiêu Con không cần đâu Con có tiêu pha gì nhiều đâu Thôi con về phòng lấy đồ đi tắm rửa ngủ một giấc Chắc là ngủ quá giờ cơm trưa luôn Cho nên mẹ đừng gọi con nhé Nếu xong thì nhị lứng thứng bước thẳng về phòng của mình Và đến nơi khóa trái cửa xong Anh mới lấy cái ví nhất ở trong túi quần ra cái ví dày cộm bên trong là một sớp tiền toàn tờ 500 ngàn, 20 triệu đồng chẵn không thiếu một tờ. Lần đầu tiên trong đời của nhị được nhận số tiền lớn đến như vậy chỉ trong một đêm. Cái tiền vào tù xong anh ngồi phịch xuống ngẫm nghĩ. Việc này tuy là lương cao nhưng chuyện phạm pháp cũng hơi ớn. Thôi cố gắng đi thêm vài chuyến, kiếm đủ vốn để mở một cái xưởng gỗ đàng hoàng thì mình xin nghỉ. Nhị từ gần gù với suy nghĩ của mình Kiểm tra lại chỗ giấu tiền thêm một lần nữa Anh đứng dậy lấy quần áo để đi tắm Thời gian thấm thoát trôi nhanh Mới đây nhị đã hoàn thành được chuyến hàng thứ ba Nghe lão mới đức bảo tháng sau Tuấn sẽ chuyển sang tỉnh khác để điều phối hàng Điều này cũng đồng nghĩa với việc chuyến hàng lần này Là chuyến hàng cuối mà anh đồng hành cùng Tuấn Trên đường từ cửa khẩu về ngồi trong cabin Tuấn dặn dò lại nhị nhiều lắm Nào là những mánh khóe để dò đừng tắt Qua mặt chút kiểm tra Cuộc trò chuyện năng say đến nỗi chẳng ai thiếp buồn ngủ Đến chạm xăng Tuấn đích vai của nhị rồi thì thầm Này Ông xuống đồ trăng với kiểm tra lại cái khóa ở thùng xe Lần sau đi không có tôi cứ như vậy mà làm Mấy cái chuyến trước toàn bốc hàng rồi leo lên xe nằm ngủ Nhị gật gù mở cười nhảy xuống đất anh đưa tay với gọi người nhân viên trong cây xăng Anh ơi Đổ trong đầy bình với Nhận ra đã gầm được khách sộm Anh nhân viên hào hứng lắm Một tay cầm vòi bơm Thế còn lại lấy từ trong cái thùng xúc gần đó ra một chai nước lọc ướp lạnh Đưa cho nhị anh ta nhuền miệng cười thân thiện Em mời anh ra chai nước Nửa đêm nửa hôm gặp được khách VIP như anh ấy Em tỉnh càng ngủ Nhị nhận lấy chai nước không quên gật đầu cảm ơn Đổ xong nhị thanh toán tiền rồi lứng thững đi về phía thùng xe tải để kiểm tra. Và rồi nhị có chút giận mình khi trông thấy thành quá ở cửa thùng không được khóa lại. Trời đất để cái thằng này. Sẵn dò mình cho đã rồi chính nó lại làm cầu thả như vậy. Nhị bước đến gần hơn. Tuy nhiên anh không kéo thành quá lại mà đầy cửa thùng xe ra. Bên trong là hàng chục thùng lớn nhỏ bằng bìa cắt tông Ánh mắt của nhị quét qua một lượt rồi ngừng lại trong góc. Cái này... Nhị đang nhìn vào một chiếc vali màu đen sẫm. Chiếc vali này được người chủ hàng bên cửa khẩu giao tận tay cho Tuấn cầm lên xe. Còn nhị cùng người tài xế thì phụ trách khuôn đống thùng hàng lớn còn lại. Nhị cũng nhớ ở những chuyến hàng trước, lần nào Tuấn cũng được giao một cái vali giống hệt như vậy. Máu tò mò trong người trỗi dậy, anh nhún người lên đà rồi nhòi người Với tay kéo chiếc vali lại gần mình Mẹ ơi Cánh cửa được mở ra một cách nhanh chóng Bà hưởng mỉm cười nhưng nụ cười chưa được tồn tại lâu thì đã tắt Bởi bà nhận ra nhị không mang theo giỏ cá như mọi khi Cả người quần áo cũng sạch sẽ không chút bụi bẩn gương mặt của anh có chút gì đó thất thần Thế như vậy bà liền hỏi Nhị sao đấy con Cậu không có gì mẹ ạ à. Hôm nay không câu được con cá nào Trả lời một câu ngắn ngủ như vậy Anh bước thẳng về phía phòng Đóng sầm cửa lại Và đến nơi nhị nằm vật xuống giường Chiếc ví vẫn dày cộm tiền cơm Nhưng anh chẳng quan tâm đến nó Không phải thôi Trong đầu của nhị bấy giờ tràn ngập nỗi lo sợ và bất an Nhớ lại gần 5 giờ đồng hồ trước Vào cái lúc mà anh mở cái vali đằng sau thùng xe Bên trong ấy là hơn hai chục gói bột màu trắng. Và dù không phải một người quá rành giỏi, nhưng nhị cũng nhận thức được trên chuyến xe này không chỉ chở theo mối hàng nhập lậu. Nhị cũng không nói với Tuấn ngày lúc ấy vì anh biết người bạn của mình đâu có xa lạ chuyện này. Mình, mình là một thằng buôn ma túy sao? Nhị nhắm mắt nhớ lại mấy bản tin anh từng xem trên tivi Cảnh sát bắt được những người buôn bán vận chuyển ma túy và cái kết cho việc ấy thường là án tử hoặc là những bản án tù đầy không thấy ngày về. Không, không thể như vậy. Mày không thể tiếp tục làm công việc này. Ngay đến đây thì nhị nhỏm dậy lấy điện thoại gọi ngay cho Tuấn. Phải mất một lúc lâu anh ta mới bắt máy với giọng ngái ngủ. Cái gì thế? Tao vừa mới chậm mắt đừng chút đấy. Tuấn à, ta muốn nghỉ không làm nữa sao ở đây tự nhiên đòi nghĩ, chứ nàng sao không có tao mày xin nghỉ ai làm anh mời mà biết được anh ấy trách phạt bây giờ hay là mày kiếm đủ tiền rồi mới có tí mà dáng thêm vài chuyến nữa để tao bỏ anh mời tăng lương cho mày nhé tuân à mày thôi đi tao không làm cái chuyện đến nơi đâu tao không muốn dựa cột kìa okay, cái thằng này mày nói linh tinh cái gì đấy công an có bắt thì phạt hành chính thôi chứ có gì đâu hành chính bắt án ma túy mà phạt hành chính mày nghĩ tao là con nít à tao biết cả rồi ở đầu dây bên kia Tuấn có vẻ khựng đại Nhị cũng không quên đợi đối phương trả lời anh thiểu Thào. Thôi tao xin nghỉ Mày nói với anh mời hộ tao Còn anh ấy không muốn đòi lại tiền thì tao trả Thật không muốn dính vào nữa Nói đến đây thì nhị đưa tay lên cúp máy Tiếp đến anh nhòm dậy mở tủ đặt sắp tiền trong ví của mình Cơ mày anh chẳng tiêu pha gì đến số tiền này Ngoài vài triệu đưa cho bà Hưởng mua sắm đồ dùng trong nhà Giờ nếu lão mười đức mà đòi anh sẽ lấy tiền để dành của mình để bù vào cho đủ. Vừa mới nhắc đến thì đã thấy tiền của lão mười hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhị có chút giật mình. Không biết ông ta gọi mình làm gì, có nên nghe máy không? Suy nghĩ một hồi đến cuộc gọi thứ ba của lão nhị cũng nhấc máy. Alo, em nghe à? Gì hả? Anh mười đấy Anh có nghe thằng Tuấn bảo là em xin nghỉ. Thế nghỉ bao lâu rồi làm lại hay là nghỉ luôn? Dạ chắc chắc em xin nghỉ luôn anh ạ à. Giờ này sức khỏe của em xuống quá Không thức đêm hôm được Mẹ em cũng hay đầu ốm Ngồi nhỡ nửa đêm mà bà phát bệnh không kịp trở tay Ồ oh, vậy thì tiếc quá nhỉ Anh quý chúng mày lắm đó Thôi chắc là mình không có duyên làm việc với nhau Tối nay anh có mở một cái tiệc nhỏ ở nhà Chúng mày ghé qua chơi đi Sẵn uống vài ly chia tay Dạ thôi em không uống được bia rượu Cái thằng này không nể mặt anh hả qua đi Rồi gì anh em cả mà Thế nhé cho mày không quanh buồn đấy. Nói xong thì lão mười cúp máy. Nhị trong lòng vừa mừng vừa lo mừng vì đã có thể xin nghỉ được. Tuy nhiên anh cũng lo không biết tối nay sẽ đối diện với đám người kia như thế nào. Còn Tuấn nữa không biết anh ta chỉ nói nhị xin nghỉ hay có tiết lộ gì về chuyện nhị đã biết họ buôn ma túy hay không. Những câu hỏi và suy nghĩ hỗn độn tràn ngập trong đầu của nhị. Nhưng cuối cùng anh cũng quyết định sẽ đi đến bữa tiệc để nói lời chia tay với công việc đầy nguy hiểm này. Đúng 7 giờ tối trong căn nhà 4 tầng lầu to lớn của mười đức chẳng ngập người. Ngoài đám đàn em thân cận thì những người tham gia bữa tiệc toàn là khách hàng cổ gã. Nhị dựng chiếc xe máy của mình bên ngoài rồi lững thững bước vào. Trông anh như thể tồn tại ở một thế giới khác với đám đông kia Câu mày Tuấn nhận ra bàn của mình Anh từ trong nhà hồ hởi chạy ra Nhị tôi tưởng không đến chứ Nào vào đây Nhị gần gù nằm một nụ cười gượng gạo Theo chân của Tuấn Bữa tiệc cách như vậy diễn ra và náo nhiệt Nhị ngồi thường người ra được chừng nửa giờ Thì đứng dậy rót một cốc bia rồi bước tới bàn của Mười Đức Anh mời Nghe tiếng gọi gã quay người sang nở một nụ cười Anh à À nhị chú em lại đây anh đợi chú sang mời anh cốc bia từ nãy đến giờ đấy vâng ạ à, em mời anh và mọi người cảm ơn anh thời gian qua chiếu cố cho em rồi rồi mời đức cười hà rồi cùng nhị nấp cản cốc bia trên tay uống xong nhị quay trở lại ngồi bàn thêm vài phút rồi nhanh chóng đứng lên ra về và ngay khi anh vừa bước ra khỏi bữa tiệc đạt và thiện hai tên đàn em thân cận nhất của mấy đức cũng đứng lên hơn này hết tuấn chứng kiến được hành động khá kỳ lạ này anh liền đến chỗ của mười đức thì tầm anh mười thằng đạt với thằng thì nó đâu vậy mày hỏi làm gì ta còn chưa xử tội mày đấy lần sau tìm người cho cẩn thận đừng để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa tuấn xỉ mặt xuống anh gần gù vẻ sợ hãi em biết rồi nhưng mà anh đừng làm gì thằng nhị nhé nó không dám nói với ai đâu mày im mồm không Mời Đức gần mắt gương mặt của gã lúc này đỏ bừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy khôn hồn thì cút đi cho khuất mặt tạo. biết mình không thể nói thêm được gì nữa tuấn cúi đầu lặng lặng quay trở lại bàn tiệc của mình nói về nhị từ khi rời khỏi nhà của mười đức tâm trạng của anh phấn chấn hẳn lên cả người nhẹ nhõm như vừa chút bỏ được một gánh nặng to lớn trên đường trở về nhà nhị còn thầm nghĩ từ mai cố gắng làm ăn chân chính Không xa ngã vào những lời dụ dỗ của ai ấy vậy mà chưa kịp rất suy nghĩ Anh đang nghe văng vẳng bên tai của mình tiếng ra Nó kìa, nó kìa kìa Giọng nói kèm theo tiếng đầm cơ xe rú gầm lên Khiến cho nhị giật bắn cả mình Tất nhiên anh cũng hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy đến Như một phản xạ tự nhiên nhị viết ca cố gắng lao vút đi Cuộc chạy đua diễn ra gần 10 phút và tất nhiên là tay lái của nhị không thể nào bằng hai tên giang hồ kia Đến khi chạy đến gần cây cầu gỗ bắt ngang khúc sông gần nhà Thì nhị bị chiếc xe của đạt và thìn đuổi kịp Vài câu văng tục chửi lên Mẹ khi con chó này mới chạy với ai Nhị còn chiếc kịp phản ứng thì đã bị thìn dớ chân đạp thẳng vào phần sau xe Cố đạm không quá mạnh nhưng với một người đang hoảng loạn cộng thêm cây cầu gỗ khá ọp bẹp cho nên chuyện gì đến cũng đến Nhị mất lái Cả người lẫn xe tông vỡ Cả cái lan can bằng gỗ Rồi lao xuống sông Đàn dừng xe lại đứng trên cầu trời Mẹ mày coi như cái này là cảnh cáo Mày còn dám bép xếp Thì coi chừng tao đấy Trời xong thì không cần Quan tâm nhị có nghe được không đàn lại rộ ca cùng thiền phóng Đi mất hút Có ai ở nhà không Mở cửa mở cửa đi Tiếng gọi và tiếng đập cửa làm cho bà Hưởng tỉnh giấc. Bà sừng nhớ ra cả đêm qua con trai không về nhà. Thật đầu bà tưởng đó là nhị gọi cửa. Nhưng sau khi ra không phải là giọng của anh thì bà nhíu mày. Hỏi vọng ra. Ai đấy? Tìm thằng nhị hả nó không có nhà. Thím Hưởng, Thím Hưởng ơi. Mau mở cửa đi. Thằng nhị nhà Thím nó bị tai nạn. Ngài xuống sông mất tích rồi. Khỏi phải nói những gì nghe được khiến bà Hưởng sững người. Bà bật dậy khỏi giường chạy ao ra mở cửa. Người báo tin là một cậu thanh niên trong xóm bà chừng mắt hỏi Này, mày nói gì vậy con? Thằng nhị nó làm sao? Thế mau theo con đi bờ sông đi, trên đường con đi con kể cho. Thế là bà Hường chỉ kìm với tay khép mở cánh cửa lại rồi leo lên in xe của người thanh niên kia. Vừa đi cậu ta vừa kể Số là sáng nay có vài người đi chợ sớm Lúc đi ngang qua cây cầu họ trông thấy làn cản trên cầu bị tông vỡ. Phía sau đám lau sậy còn có một chiếc xe máy bị vướng vào. Trong tình trạng hư hại của nó thì biết chắc đây là thủ phạm làm vỡ thành cầu. Tuy nhiên chỉ thấy xe chứ không tìm được người. Anh thanh niên này vì hiếu kỳ cho nên chạy lại xem. Nhận ra biển số xe của nhị cho nên vội vàng chạy đi để báo tin. Bà Hưởng đừng chờ ra đến nơi thì đã thích công an đến làm việc lấy lời khai của những nhân chứng ban đầu thì bà không tin nhưng khi chồng thấy chiếc xe quen thuộc của con trai thì bà lại tá hòa gào khóc gọi tên của con những người có mặt tại đó đều chạnh lầm vội vàng tìm đủ mọi cách để tìm kiếm nhị phía một hy vọng nhỏ nhoi là anh vẫn còn sống đã được ai đó cứu hoặc tự vào bệnh viện để trị thương thế nhưng cho dù họ có tìm kiếm thế nào thì anh vẫn hoàn toàn mất tích vừa đến tối muộn của ba hôm sau thì những người thợ làn mới mò được xác của nhị cái xác nằm cách không xa nơi chiếc xe bị vướng vậy mà không ai có thể mò tìm được nghe tin giữ mọi sự hy vọng của bà hường như tan biến bà ngất lên ngất xuống lúc tỉnh dậy thì vật vờ cũng phải thôi từng ngày chỉ có hai mẹ con côi cút nương tựa nhau Già bà bảo sống một mình thì làm sao chịu cho nổi. Đám tàng của nhị được diễn ra hết sức chóng vánh. Do cái xác đã biến dạng cho nên việc chôn cất phải đẩy nhanh hết sức có thể. Từ lúc bắt đầu lễ tang cho đến khi quan tài anh được đưa ra bãi tha ma chỉ vòn vẹn chưa đến nửa ngày. Tuấn cũng có mặt để đưa tiếng bản của mình. Đối với mọi người nhị mất là do trong lúc say không làm chủ được tốc độ hơn này hết Tuấn đoán được lý do thực sự đằng sau. Do vậy anh chỉ biết lắc đầu xót xa, chứ cũng không biết phải làm gì đoàn lại công bằng cho người bạn của mình. Từ đám tang trở về Tuấn như thể một người mất hồn, cơm chẳng thiết ăn chỉ nằm yên trong phòng. Bà Lan mẹ của anh có vẻ lo lắng, cứ thăm nom trước cửa phòng của con trai. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ kéo Tuấn ra khỏi giấc mộng. Anh đưa tay xoa chán rồi tự hỏi mình đã ngủ bao lâu tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa nghĩ chắc bà lan cho nên tuấn nằm pin trên giường rồi nói vọng ra con hơi mệt con không ăn cơm đâu để yên con ngủ chút thế nhưng không có tiếng trả lời của bà lan mà chỉ vòn vẹn âm thanh gõ cửa đáp lại có chút bực mình tuấn dìu hàng lông mày của mình rồi bước xuống giường đã bảo không ăn rồi mà mẹ đừng có tuấn vừa lờ màu vừa đưa tay đầy cái chốt nhưng đến khi cánh cửa vừa được mở ra thì trước mắt của anh không phải là bà lan thay vào đó là một cả thân người trắng bệnh ướt sũng nước cái thân người đã không còn nguyên vẹn chân tay loang lộ những vết đốm do máu tụ lại <laughs> nhị nhị tuấn á hốc mồm bởi cái thân người đang đứng trước mặt của anh đây chính là nhị người bạn mà anh vừa mới đưa tiễn ra bên ngoài nghĩa địa chỉ mấy tiếng đồng hồ trước Nhị cũng chừng mắt nhìn chầm chầm vào Tuấn Hai cánh tay đưa lên bấu vào vai của đối phương Sợ sợ hãi trong đầu của Tuấn lúc này đã lên đến đỉnh điểm Anh thất lớn nhắm chặt mắt lại Rồi vùng vẫy theo phần xạ Đừng, đừng qua đây Tiếng hết lần này thực sự làm cho Tuấn bừng tỉnh Anh bật dậy nhận ra Mình vẫn còn đang nằm ở trên giường Xung quanh vắng lặng không hề có bất cứ ai Tuấn, con sao đi Tuấn Giọng của bà Lan bây giờ mới vang lên Nhà ra chất giọng quen thuộc Tuấn bật dậy lao ngay ra ngoài Anh lắp bắp Mẹ thằng, thằng nhị nó Sao thằng nhị nó làm sao Tuấn khẩn lại ngay lập tức xua tay Rồi quay ngược lại phòng Anh khóa luồn chốt mặn cho giọng bà Lan bên ngoài Vẫn ngập tràn sự lo lắng Chỉ còn lại một mình Tuấn bật hết đèn anh ngồi thu mình trong góc giường rồi thì thầm Mình vừa nằm mơ Chỉ là nằm mơ mà thôi Tuấn tự chấn ăn bản thân một lúc Thì Tuấn cũng bình tĩnh trở lại Anh ngã vật xuống giường Đầm bầm gì đó được một lúc Thì tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ Nhưng Tuấn không ngờ được rằng Giấc mơ có sự xuất hiện đầy kinh dị của nhị Lại một lần nữa hiện lên ở à, lần này nhị hiện ra thậm chí còn rõ ràng hơn để nỗi tuấn người thích cả một mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể Đằng mục rũ ấy Quá sợ hãi anh bừng tỉnh dậy rồi cứ như vậy thường người thức trắng cả đêm Sáng hôm sau biết đầy chắc không phải đơn thuần là do cương mơ bình thường Tuấn vội vàng chạy ra chợ mua trái cây Giấy tiền vàng mã và một gói thuốc thơm Rồi tìm thẳng đến nghĩa địa Ngôi mộ của nhị vẫn còn mới lắm Xung quanh để những bó hoa người ta đi viếng cầm đặt đồ cúng xuống đất tuấn thắp hương lầm rầm khấn vái nhị à ta biết mày hiện về báo mộng cho tao thế nhưng mà tao ta không biết làm gì để giúp mày tao thề là tao đã cố gắng cản anh mười nhưng anh ấy tuấn chỉ nói hết câu thì nén hương trên tay của anh bất ngờ phụt cháy thế lửa phát ra khiến cho anh giật mình thả nén hương xuống đất rồi vùng lên bỏ chạy Vừa chạy Tuấn vừa như nghe có tiếng khóc dấm dứt vọng lại từ đằng sau lưng. Tất nhiên là cho tiền anh cũng không dám quay lại nhìn. Về đến nhà bà Lan lúc này trông thấy bộ dạng hứt hải của con trai thì nhíu mày rồi gắt. Tuấn, mày làm gì như ma đuổi vậy? Nghe câu nói của bà Tuấn lại càng sợ hơn. Anh liền xua tay rồi chạy thẳng vào phòng. Chứng kiến con trai như vậy, bà Lan cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán Nói về mười sau khi nghe tin tìm thế sắc của nhị dưới sông, gã chẳng những không cảm thấy thương tiếc còn tỏ ra đắc ý. Gã còi đạt và Thìn tới thưởng cho mỗi tên hai triệu vì đã xử lý mọi chuyện nhanh gọn. Vừa tránh được mối họa vừa không dính líu đến bản thân. Còn đàn và thìn thì lại càng không ái náy lương tâm. Cũng phải thôi, chuyện chém giết đầm thuê chém mướn với cả ngay diễn ra như là cơm bữa. Hai tuần trước qua, khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để biến Tuấn trở thành một con người khác. Việc ăn uống thất thường kèm thêm không ngủ đủ giấc, làm cho cơ thể của Tuấn suy nhược gầy sọp. Hệt như là một cái xác biết đi. Sẽ con trai bị bệnh gì bà Lan lo lắng cùng chồng đưa anh đi khắp bệnh viện và trạm xá để thăm khám. Tuy nhiên chỉ có một mình Tuấn biết rõ nguyên nhân cho sự suy sụp này của mình mà thôi. Nhị, Hình ảnh đầy ám ảnh của anh ta cứ hiện lên đều đặn mỗi lần. Tuấn chập mắt. Để nỗi trong mơ Tuấn phải quỳ xuống để cầu xin đối phương tha cho mình. Nhưng kỳ lạ là nhị chẳng nói bất cứ một lời nào, chỉ đứng nhìn chầm chầm vào Tuấn mà thôi. Tiếng chuông điện thoại làm cho Tuấn giật nảy mình, nhận ra người gọi đến là Mười Đức. Anh không muốn nghe vào lúc này cho nên lờ đi. Nhưng khi gã gọi đến lần thứ năm, Tuấn miễn cưỡng nhấc máy, Mày trốn ở cái xó nào bây giờ mày nghe máy hả Sao không tiếp nhận việc Anh mời Cho em xin nghỉ một thời gian Em mệt quá Đến bữa giờ đau ốm không gượng dậy nổi Mày đừng có lừa tao ốm đau kiểu gì Cứ tới nhà tao mà trình diện Tao cho mày hạn nửa giờ đồng hồ Nếu không có mặt thì đừng trách Mày cũng biết tao có thể làm gì mà Nói xong gã đại ca cúp máy Tuấn lúc này phải nói là hết sức khổ sở Sợ cho tấn tinh thần Từ chuyện của nhị chưa giải quyết được thì bây giờ đến nỗi sợ mang tin của mười đức anh lắc đầu ngắn ngầm miệng chửi thề bông qua một câu rồi gắng gượng đứng dậy khoác vội chiếc áo khoác rồi phóng xe đi đến nơi mười đức đã ngồi sẵn trong phòng khách và khi trông thấy bộ dạng của tuấn gà ha hốc mồm mày bị làm sao mà kinh vậy em ốm anh ạ à. mẹ kiếp trông như bọn nhiễm hiv giai đoạn cuối vậy chắc là ăn chơi đàn đúng gái cũng không an toàn không em bị ốm thôi trong bài thế này cứ tạm nghỉ vài hôm đi có thiếu tiền thì bảo anh anh cho một ít chữ bệnh thôi em không cần em có rồi nói đến đây thì từ ngoài cổng có bóng người bước vào tấn ngước lên nhìn thì nhận ra đó là đạt gã gật đầu một cái cho có lệ mới đức hất hàm có một mình mày đến là thằng tiền đâu dạ nó đang ở ngoài đậu xe mới mượn được con bán tải cho nên nó hơi khệnh anh ạ à. gớm nữa mượn hay là mua đấy nếu mua thì phải rửa đấy nào nào Ai bảo lẽ mua xe thế Tiền ăn còn không có mua sắm cái gì Giọng nói ồm ồm của thìn vang lên Cũng như đàn lúc này Tuấn ngước mặt lên để chào hỏi đối phương Nhưng đúng lúc này Anh trông thấy ngoài thìn ra Còn có một bóng người nữa Mà không Nó không phải là người Nó là vong hồn của nhị Vẫn kinh dị y hệt trong giấc mơ của mình Tuấn liền hét lớn bật ngừa người ra chiếc sofa Chứng kiến hành động kỳ lạ của đối phương thìn nghệt cả mặt Mày sao vậy Tuấn thằng điên này Tao chứ có phải ma đâu Đừng, đừng qua đây, đừng qua đây Tuấn lúc này gào lên Lúc này nhị nhận ra ánh mắt của đối phương như là không nhìn vào mình Bất giác gã quay ngoắt lại đằng sau Nhưng tất nhiên là không nhìn thấy ai cả Nhị, mày làm ơn đừng qua đây tao sợ lắm Nghe nhắc đến nhị cả đặt thìn vào mười đức đều giật mình gã cắt lên Tuấn, Mày nói nhăng nói quậy cái gì đấy có thôi đi không Anh mời Thằng gì nó đang đứng ở kia Nó tới đòi mạng mấy anh em mình đây Câu nói này của Tuấn làm cho Đạt không nhịn nổi Gã dẫn tới túm lấy cổ áo của Tuấn rồi gắt Thằng chó nào mày định dọa bố mày à Đừng tưởng mày làm được việc cho anh mười Mà tao không dám đánh mày đấy Bình thường Đạt mà dọa nạt ai Thì kẻ đó sẽ sợ đến thất kinh bặt vía nhưng mà lần này Tuấn vẫn giữ nguyên cái ánh mắt sợ hãi của mình Nhìn về đằng sau lưng của hắn Thậm chí là còn khóc lóc chảy cả nước mắt Nhỉ tớ cầu xin mày Tao sợ lắm chắc tao chết mất Nói dứt câu Tuấn không chịu nổi nữa Anh ngã vật ra nền nhà và ngất liệm Đến khi tỉnh dậy Tuấn nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh ở trạm xá Kế bên là bà Lan Nhận ra con trai đã tỉnh bà hỏi với một giọng đầy lo lắng Tuấn, con làm sao vậy hả con Nghe người ta bảo tin là mẹ vội vàng tới ngay Ai đưa con vào đây vậy Chả biết nữa Chỉ thấy có người lấy điện thoại của con Rồi gọi thông báo Nghe giọng lạnh lùng lắm à Sao con bị ngất Cô không nhớ gì sao Tuấn lắc đầu không phải là anh không nhớ Mà nói đúng hơn là anh không muốn nhớ lại Những hình ảnh kinh hoàng trước khi ngất Như bây giờ không còn xuất hiện trầm giấc mơ nữa mà hiện ra lù lù ngay giữa ban ngày. Bà Lan càng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng thì Tuấn lắc đầu cho nên bà chỉ biết trở về chiếc ghế, gần đó để ngồi cho con trai nghỉ ngơi. Trở về khuya lúc này Đạt và Thìn vừa rời khỏi vũ trường quen thuộc. Chiếc xe bán tải mới toàn có vẻ đã phát huy tác dụng của mình, khi Đạt hút đựng tận hai cô em xinh tươi đi theo. Hôn hít cả hai người đẹp bờ ghế sau chắn chê, cái hết hàm hướng về phía ghế lái của Thìn. Này, tao nhượng cho mày một em nhé. Kiếm cái khách sạn nội rồi tấp vào đi. Thích nữa thì thuê luôn phòng đôi. Ta sập sình tập thể cho nó vui. Thôi, mày muốn chơi thì để tao ghé vào cho thuê phòng. Còn mày đi đâu? Không muốn vào à? Mọi hôm thích lắm cơ mà. Sao bây giờ lại... Đêm nay tao không có tâm trạng. Làm sao đấy? Đặt buông tay gặt hai cô gái qua một bên nhòi người ra phía trước. Này, có chuyện gì hả? Phải mất một lúc lâu sau thì mới ngập ngừng Này Mày có nghĩ những gì thằng Tuấn nó nói lúc sáng là thật không? Đặt là mờ nhớ lại chuyện ở sáng nay tại nhà của Mười Đức Nhưng trách ngược với chín hiếu của mình Đặt cười lớn với một cái thật mạnh vào vai của đối phương Cái thằng này Mày định trêu tao à? Mẹ kiếp Giang hồ mà đi sợ ma Thằng Tuấn nó bị điên mày đừng chấp nó làm gì À mà không nó không điên đâu Ta trông nó đoán chắc dạo này cô cậu động vào hàng họ. Lên cơn ngáo thì nói gì chả được. Mỗi lần chơi xong ta còn thấy cả Ngọc Hoàng Đại Đế với Tôn Ngộ Không nữa cơ mà. cớ đùa cần của đàn không làm cho thiền vơi đi một cảm giác bất an. Mà đúng hơn là gã có một cảm giác bất an từ mấy ngày trước. Thỉnh thoảng thì lại cảm giác dường như có ai đó đang bám theo mình. Chốc trong, trong các còn ớn lạnh sống lưng. Cho đến sáng nay khi mà nghe thấy những lời Tuấn nói gã cũng còn đôi chút trột dạ. Trở lại vấn đề chính, chiếc xe ngừng lại trước một khách sạn hạng sang. đàn từ trên xe bước xuống với hai cô gái kẹp sắt nông. Trước khi bước vào trong, gã còn quay sang nhìn thìn rồi bông đùa. Đêm này mày cứ ngủ với thằng nhị kia đi, còn tao có hai em này rồi. Thì không nói gì, đầm xe phóng đi. Gái về lại căn nhà thuê nằm sâu trong con hẻm của mình. Giờ này tất nhiên không còn nhà nào sáng đèn, Chiếc xe bán tải cầm cành lại chẳng chui vừa đường hẻm, cho nên thiền đành đỗ xe tận ngoài đường lớn rồi lững thững đi vào nhà. Vừa mới đi đường vài bước thì gã lại có cảm giác như ai đó đang đằng sau lưng của mình. Theo phản xạ thiền quay ngoắt lại, nhưng không những như lần trước, hiện tại gã trông thấy có một bóng đen đang đứng ở đầu con hẻm. Ánh đèn đường hắt ngược từ đằng sau lưng người đó còn bên trong hẻm thì lại quá tối Cho nên nhất thời gã không nhìn rõ được là ai Ai đấy? Thiên vừa hỏi vừa thụt lùi Hai tay nắm lại như thủ thế Còn cái bóng kia vẫn còn đứng yên bất động Xuất ruột gã trời đậm lên cúi xuống đưa tay vào cái túi để lấy điện thoại Mở đèn flash Mẹ kiếp ai đấy Bước chân xem nào và rồi khi ngước lên cùng với ánh sáng từ chiếc đèn flash, thì lại không trông thấy bóng dáng của người kia đâu. Tất cả hành động của gã chỉ diễn ra chưa đến mấy giây. Nếu đối phương sợ mà bỏ đi thì gã chắc phải nghe thấy tiếng bước chân chứ. Còn nếu ô biến mất một cách kỳ lạ như vậy thì chỉ có thể là... Thiên bò Lửng vẫn kết luận trong suy nghĩ của mình. Sông lửng của gã lúc này lạnh toát, mồ hôi thì vã ra như tắm. Gã buồn thêm một câu chửi tục bâng quơ rồi quay người chạy thật nhanh về căn nhà của mình. Phải đến khi ở đằng sau cánh cửa khóa kín thì gã mới thở vào một cái. Thiên ngồi mở đèn ở trong phòng, ánh sáng làm cho gã cảm thấy dễ chịu. Ngồi vật xuống chiếc ghế nềm lót ra bò gần đó, Thiền tự cười chính bản thân của mình. Mẹ nó chứ, nếu mà nói ra là mình sợ ma chắc người ta cười cho thối đầu mất. Ánh đèn vụt tắt, kéo theo cả nụ cười của thìn hãy hoang mang nhòm dậy lầm bầm cái gì thế đèn bị hỏng à vừa nói các vừa lò mò bước tới trước cầm tắc lại thêm một lần nữa đèn được bừng sáng nhưng có lẽ đây lại là quyết định khá sai lầm của gã ánh sáng bây giờ làm cho gã nhận ra trong lúc này không chỉ có một mình ở ngay cái ghế mà thìn vừa ngồi lúc nãy là một thân người trắng toát bộ quần áo ướt sũng nhiễu nước súng sàn nghe lục bộp phía đầu của thân người kia không còn nguyên vẹn rồi bọ ngập tràn bọn lúc nhúc khắp hai hố mắt vào miệng ánh đèn lại vụt tắt kèm theo đó là một tiếng ngét thất thanh của thìn rồi tất cả lại chìm trong im lặng tiếng chuông điện thoại réo vang làm cho đạt lờ mờ tỉnh giấc đưa mắt nhìn xung quanh khách nhận ra ngay cô gã mà mình đưa vào khách sạn đêm qua vẫn còn nằm trên giường alo cái nhấc máy với một chất giọng còn đang ngái ngủ mày đang ở đâu cả thằng thịt nữa tao gọi từ sáng đến giờ không thể nào nghe máy dạ anh mời em còn đang giết thị xã có việc gì vậy anh cô không có gì tao nhờ bọn mày đi giải quyết đi công việc dạ vâng anh cứ nói đi để em gọi cho thằng thịt không cần cha nó đang phê ở cái xó nào đó đó mày đi luôn cho tao đi không trễ vâng ạ à, em đi ngay Nói đến đây thì đạt cúp máy một trong hai cô gái lúc này bắt đầu tỉnh dậy cô nhăn nhó hất nằm này đi đâu đây Sao ông có bảo sáng nay đưa bọn này đi mua sắm Tính bài chuồn hả Đã lắc đầu tay tròn có đối phương Điên anh đâu phải là cái loại như vậy Anh đi công việc một chút anh quay lại Hai em cứ tạm thời trong phòng này Tiền phòng anh cũng đã thanh toán rồi Cả cái khu này ai mà chẳng biết Cái tên đạt đại bàng chứ Cớm nữa Thời buổi này chẳng tin bố con thằng nào Nếu anh muốn đi thì để giấy tờ tùy thân lại làm tin không để cho đạt kìm phản ứng cô gái với tay lấy ví của gã, mọi bên trong ra chiếc thẻ căn cước. Cái này tôi giữ nha, anh mà không tới thì tôi chụp tôi đăng lên mạng đấy. Đạt bắt đầu thấy khá phiền phức, nhưng do đang vội xử lý chuyện của đại ca mình, cho nên gã cũng biết gật đầu, ở ừ cho qua rồi nhanh chóng thay đồ rời đi. Ngồi trên xe taxi đạt cũng thử gọi cho thiền, nhưng đúng như mời Đức nói, Coi cả gần chục cuộc mà thìn không nhấc máy Mẹ nó chứ cái thằng này Giữa trưa khi mà công việc giải quyết xong đàn gọi taxi chạy đến căn nhà nhỏ trong hẻm của thìn Đến nơi gác nhận ra cánh cửa được khóa từ bên trong Như vậy là có người ở trong nhà Thì nói mày ở trong à Mau mở cửa ra Không có ai đáp lại Gã khó chịu đập mạnh cửa hơn Này mày chết dí ở trong rồi đó hả Mau mở cửa Mọi thứ vẫn im lìm làm cho Đạt bắt đầu lo lắng. Thực ra trong giới giang hồ này, đâu thiếu gì những vụ chơi thuốc quá liều rồi bị sốc đột tử. Thì lại chỉ có một mình cho nên ngộ nhỡ có chuyện gì thì đâu có ai cứu. Ngay tới đây gác không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phá cửa xông vào. Sau vậy? cút đập mạnh thì chốt cửa bị bật tung ra, Đạt lao vào rồi gọi lớn. Thiên, mày đâu rồi? Ánh sáng từ ngoài cổng thêm ngọn đèn vừa được bật lên làm lộ ra căn phòng hết sức bừa bộn. Trong đó chẳng khác gì một cái bãi chiến trường. Bàn ghế tranh treo tường và mấy thứ đồ trưng bày đều bị khất văng, lăn lộn ở dưới sàn. Đã đào mắt một lượt cuối cùng cũng trông thấy người bạn của mình. Thì vẫn còn sống, tuy nhiên cưng mạnh của gã trắng bệch. Ngồi thương mình trong góc nhà đàn bước tới gần, cúi xuống lay người của đối phương. Thiên, mày bị sao thế này vừa gọi đặt vừa chú ý quan sát xung quanh và đúng như là dự đoán dưới sàn nhà có hai chiếc kim tiêm đã được sử dụng mồi chai nước lỏng và một vài gói bột trắng bé bé bằng ngón tay mẹ kiếp cái thằng đã bảo là đừng chứ quá liều rồi này tỉnh dậy đi khỏi thêm mấy lần nữa thì thìn mới giật mình bấu chặt cánh tay của đạt rồi gã thút lên đạt đạt ơi nó nó tới rồi nó tới tìm tao Tất nhiên là đạt chẳng hiểu gì cả Gã ngất nằm gây chặt thìn xuống như để chấn nan Mày đừng có quá liều rồi ảo giác Không Tao phải trích để cho tỉnh Nó tới rồi, nó tới thật rồi Nó định trả thù tao Sao có chuyện gì, thằng nào chơi mày Nói đi để tao xử cho, mẹ kiếp Dám động đến đàn em của anh mới Không, không Thì lắc đầu ngoài ngoài cặp mắt vô hồn Nó, là nó đến tìm tao Ai Đã đưa tay tắt vào mặt của thìn một cái Mày bình tĩnh đây Nói đàng hoàng xem nào Thìn bất ngờ trừng mắt lên gần dòng Thằng nhị Nó tới, nó tới thật rồi Nói đến đây thì Thìn như là một người khác Cá đứng bật dậy Gạt tay của Đạt rồi chạy thẳng ra ngoài Mọi chuyện quá nhanh cho nên Khi Đạt kịp phần đứng Thì bóng rắn của Thìn đã khuất sau cánh cửa Cả đứng lên nhíu hai hàng lông mày Rồi lầm bầm Cái thằng này nó nói cái quái gì vậy Thôi không quan tâm đến thì nữa Đàn sợ nhớ thêm một việc còn phải làm Đó chính là quay trở lại khách sạn Lấy thẻ căn cước và đưa hai cô gái đi mua sắm Sự việc của Thìn vừa rồi làm gã có chút mất hứng Nhưng nghĩ đến việc đêm nay Lại được một bữa tiệc ân này thắc loạn Gã cũng hào hức lắm Đến 4 giờ chiều đạt có mặt tại khách sạn Căn phòng mà đêm qua gã thuê mang số 404 Đứng trước cửa phòng đàn gõ tay miệng cất tiếng gọi cậu cưng à mau mở cửa cho anh rất nhanh chóng ngầm thành lệch cạch văng lên biết chút cửa đất được gạt tuy nhiên đợi mấy giây không thấy đối phương mở cửa sốt ruột đặt đưa tay đẩy cửa vào bên trong căn phòng tối om gã nhỏ mắt nhìn quét một lượt còn cánh tay thì đưa lên bật công tắc đèn tiếng công tắc khô khốc kêu lên tuy nhiên cái bóng đèn lại chẳng một chút phản hồi đèn hồng sao đàn lầm bầm thôi không bật nữa gã quyết định tiến về ban công kéo tấm rèm để lấy chút ánh sáng nhưng khi vừa kéo phần nửa tấm rèm bên trái thì đặt hoàng hồn bật ngửa ra đằng sau bởi trên kính lúc nấy giờ hiện lên một dòng chữ đỏ lòm mày khỏi phải nói đàn lúc này trông gần như mất hết sự hung hăng bậm trợn của một tên giang hồ cụm cán từ bên ngoài hai cô gái lúc này xuất hiện không chỉ có đạt Họ bất ngờ với dòng chữ ghi trên cửa kính kia Cái gì thế này Một cô gái bước tới không phải nhìn dòng chữ Mà ánh mắt của cô nhìn xuống phía dưới sàn Nơi có một thỏi son môi đang nằm lăn lâm lốc Trời đất ơi Cây son hàng hiệu của tôi sao lại thế này Đạt trưởng mắt gấp bật dậy túm lấy cô gái kia rồi quát Tao hỏi mày mới đúng Mày ghi phải không Là mày ghi để hù dọa tao Anh bị điên à Cô gái nhăn mặt gạt tay của đạt ra Thì đâu có điên mà mang cây son để ra nghịch chứ Hay là anh nằm rồi vu tôi để xu tiến Mẹ kiếp mày Thế tình hình căng thẳng Cô gái còn lại bước tới phân trần Hai người bình tĩnh đi Có thể là do cái anh lúc nãy làm đấy Anh nào Đã liền nổi điên Chứ mày dám dắt chay vào trong phòng này ư Không có Để em kể cho mà nghe Khoảng chừng một giờ trước bọn em nghe tiếng gõ cửa Người bên ngoài tự nhận là bạn thân của anh Đến đợi anh để lấy đồ đó Anh ta lại bảo là hai đứa bọn em ra ngoài mua sắm gì đó rồi hãy quay lại Ban đầu bọn em không quyết định đi đâu Thế nhưng mà anh ta cứ nhắc tới tên của anh Cho nên bọn em nghĩ hai người là bạn thân của nhau thật Em nói với con Thúy nãy đến giờ xuống quán cà phê ở gần đây ngồi Còn dòng chữ này em thề là bọn em không biết Nghe những gì mà đối phương kể lại đặt càng hoang mang hơn cả ngẫm nghĩ một hồi và chắc chắn rằng chẳng có người bạn nào ngoài thìn biết đêm qua cả ta đến khách sạn này. Trong gương mặt và cách kể của hai cô gái này thì chắc chắn họ không nói dối. Nghĩ thêm một chút nữa đàn quyết định tìm đến quản lý khách sạn để xem lại băng ghi hình an ninh. Để chắc chắn là cách duy nhất để xác định xem ai là người nói dối. Sau một lúc xác minh thông tin, đàn cũng được đưa đến phòng bảo vệ Tại đây trước mắt của gã là hàng chục cái màn hình đang chạy. Người quản lý chỉ một cái trong đó rồi nói. Đây là máy quay tầng 4 nơi anh thuê phòng. Bây giờ để tôi tua lại thời gian anh muốn. Nếu mà anh chỉ được màn hình ảnh có liên quan đến phòng của mình thôi nhé. Rồi nhanh lên đi. Đặt gật đầu xuất sáng hối thúc. Không mất quá nhiều thời gian để những gì xảy ra vào khoảng thời điểm một giờ đồng hồ trước hiện lên trên màn hình. Nhưng tưởng đâu sẽ được giải đáp thắc mắc. Nhưng những gì đàn trông thấy chỉ là một cái hành lang trống vắng không một bóng người. Chưa dừng lại ở đó khi kính cửa vừa được mở ra. Đàn nhận ra hai cô gái trong phòng của mình như thể đang nói chuyện với một người vô hình nào đó. Đến khi rời khỏi thì họ còn quay lại cúi đầu chào. Đoạn kết của video thì lại càng kỳ lạ hơn khi cánh cửa từ từ đóng lại mặc dù không hề có ai ở bên trong xem đến đây thì đạt nên là rụng rời hai cô gái kia có vẻ đã nói đúng nhưng mà làm sao có thể như là sừng nhớ ra chuyện gì đó gã tức tốc quay trở lại phòng lúc này hai cô gái kia cũng sửa soạn để rời đi Trong thế đàn cô liền lên tiếng sao anh đã kiểm tra chưa có đúng không nói cho anh biết bọn tôi không cần tiền của anh nữa Đừng nghĩ vài đồng bạc mà xem người ta như cỏ rác Khoan đã Đạt vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi của mình khá lục loại một lúc rồi chia ra trước mặt cô gái Đây có phải là người mà hai cô gặp không? Đúng, đúng là anh ta Thật sao? Là nó Tất nhiên, bọn tôi đâu có bị mù hay mất trí Thôi anh đừng kiếm chuyện nữa, để yên cho bọn tôi đi Sau khi hai cô gái đi khỏi đàn ngã quỷ xuống giường chiếc điện thoại trên tay của gã cứng buông xuống để lộ ra màn hình lúc này là tấm ảnh của nhị nói về mười đức sau khi một ngày không đi nàng được với thìn thì đến cuối ngày gặp bất ngờ nhận được tin tên đàn em thân thiết của mình được phát hiện đã chết trong chiếc xe bán tải xung quanh ghế lái còn có đến bốn năm cây kim tiêm nguyên nhân của cái chết thì chắc không cần đoán cũng biết được là do sốc thuốc khá lại gọi điện tìm đạt hỏi xem hắn ta có biết chút gì về việc thìn chơi thức hay không. Bởi trong đám đàn em của gã thì Đạt và Thìn là hai tên biết chơi có chừng bực nhất. Khỏi mãi không thấy Đạt nhấc máy mới đức bực lắm. Gã ra lệnh cho mấy tên đàn em đi tùm Đạt về để hỏi cho ra nhẽ. Còn gã thì đích thân đến nhà xác của bệnh viện, tìm thủ tùng xác nhận Thìn rồi đem đi lo ma chay hậu sự. Do Thìn không có gia đình hay vợ con, cho nên mọi thứ mười đức phải đứng ra lo liệu chàng vàng mười đức có mặt tại nhà xác của bệnh viện sẽ đám đàn em đã cùng chơi nhau đi tìm kiếm đạt cho nên gã chỉ có thể đi một mình đến nơi mười đức há hốc mồm ngạc nhiên bởi đạt cũng có mặt ở đó hắn ta ngồi thường người trên ghế đá ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt ê thằng kia mày làm cái gì mà tao liên lạc không được mày muốn phản à Mọi hôm chỉ cần nghe tiếng gầm của đại ca Đạt đã sợ một phép Nhưng bây giờ trông hắn ta chẳng một chút quan tâm Ánh mắt và cưng mạnh vẫn cứ vô hồn như vậy Đến khi Mười đức chỉ còn cách chừng khoảng ba bước chân Thì đạt mới thì thầm Anh, nó tới thật rồi Cái gì ai tới Thằng nhị, nó tới báo thủ anh em mình đấy Tất nhiên là những lời nói của đàn chẳng thể lọt lỗ tai của mười đức Cả cúi xuống tung lấy tóc của đối phương rồi giật ngược ra đằng sau. Mẹ kiếp, mày với thằng Thìn rủ nhau chơi đồ chung hay sao? Mà một đứa chết một đứa thì lại ngáo ngơ thế này. Em không chơi đồ, anh không tin hay đánh chết em cũng được. Nhưng em phải báo anh là nó sẽ tới tìm cả anh nữa đấy. Thế sự việc không đơn giản mới đứt ngồi xuống kế bên đàn em thì tầm. Rồi, giờ có cái mẹ gì thì mày nói đi. Nếu tao mà biết mày đang ngáo thì đừng trách. Đã đến một nơi bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Thìn ở căn nhà trong hẻm cho tới chuyện vong hồn của nhị xuất hiện để hồ dọa gã trong khách sạn. Ngay đến đâu thì mới đức ngỡ ngàng đến đó. Đạt cũng kể thêm lúc nãy khi vẫn còn ở trong khách sạn cách khá nhận được một cuộc điện thoại từ số di động lạ. Ở lần nhấc máy đầu tiên thì không có ai nói gì chỉ có những chiếc âm thanh nghe như tiếng nước chảy và đến lần gọi thứ hai thì đạt mới lờ mờ nghe được một giọng nói kỳ lạ giọng nói ấy thông báo tin đã chết đồng thời cũng đe dọa gã và mười đức là người tiếp theo quá sợ hãi đạt đập luôn chiếc điện thoại đây là lý do giải thích tại sao không ai liên lạc đường với gã suy nghĩ thêm một hồi đạt quyết định đến nhà xác bệnh viện để xem kể hết câu chuyện đạt thở dài đưa tay lên xoa xoa vầng chắn đầy nếp nhăn Nghi cũng buồn cười thật anh Mười Cả đời em lăn lộn đâm chém Có bao giờ phải đụng chạm mấy cái chuyện này Chứ em bây giờ đâu khác gì tình trạng của thằng thì lúc chưa Chắc có khi đêm nay hoặc đêm mai Nhị sẽ tới tìm em trả thù đó Bớt nói nhảm đi Thầy buổi nào rồi còn tin mấy cái chuyện nhố nhăng Mày cho dù là cái thằng nhị kia có hiện hồn về thật Thì nó cũng chỉ là vong Nó làm gì được giữ mình Thằng thì yếu vía cho nên là sợ Phải chơi đồ cho bình tĩnh lại Rồi xúc thuốc mà chết Mày nghĩ xem tao với mày không đụng đến ma túy Thì thứ gì làm hại được mình Còn để cho an tâm hơn Để tao tìm một ông thầy giỏi chấn điểm hồn của thằng nhị lại là được Có thật không anh Thật Mày cứ mặc kệ đi Để xem nó làm được gì mình Bây giờ việc cần làm là lo mai chay cho thằng thìn đàng hoàng Có vậy những anh em khác mới để phục Vâng ạ à. Nhưng mà em em cũng ở nhà cũng một mình Hay cho em sang nhà anh chú tạm ít hôm Đợi tình hình ổn em sẽ lại Được Thích thì cứ qua còn vài phòng chống. Và con tao đi du lịch nước ngoài vì cuối tháng mới về. Nói đến đây thì Mười Đức dặn dò đàn em thêm vài câu. rồi lý điện thoại ra gọi tìm thông tin trong thể pháp nổi tiếng nhất vùng. Nghe người ta đồn ông này tài phép cao lắm. Và cô gã cũng ngay tìm tới để xem bói toán. Khổ nỗi Mười Đức theo đạo thiên chúa cho nên chẳng bao giờ tìm hiểu mấy việc này. Một tuần sau mọi thứ đã bắt đầu trở lại với quý đạo bình thường không biết có phải do tài phép của ông thầy kia mà vong hồn của nhị không còn hiện lên để quấy phá nữa đàn như thể cởi được mối lo no trong lòng của mình cái lại bắt đầu hống hách ngang tàn như chưa có việc gì nhưng đạt đầu tỉnh ngợt được rằng sóng gió bây giờ mới thực sự ập tới ngay chiều tối tin tức từ đám đàn em được báo về Công an bắt đầu ập vào những tụ điểm kinh doanh tráng hình của Mười Đức, bắt vật tịch thu rất nhiều bằng chứng về việc buôn bán ma túy cổ gã. Ngài tin báo đặt dụng rời cả chân tay, hắn phóng xe như bay đến nhà của đại ca. Đến nơi Mười Đức lúc này cũng bắt đầu nghe ngóng được đôi chút đặt gọi lớn. Anh Mười, Mọi lấy quần áo đồ đặt theo em. Em chuẩn bị đường trốn sang biên cho anh rồi. Ở đây không an toàn. Mẹ kiếp, tao đang điền tiết đây. Nhưng mà chưa vội trốn đâu. Để tao liên hệ mấy người chống lưng cho tao trước giờ Mọi chuyện sẽ xong cả thôi Không được đâu Không ai giúp được anh đâu Anh bị chỉ điểm Nghe mấy đứa bảo hình như là thằng Tuấn tới được công an trình báo Cái gì Thằng chó này mới dám hại bố mày Thôi anh đi Bây giờ không còn thời gian Công an có khi đang trên đường tới nên anh chuẩn bị đổ đi Còn người là con của Nghe đàn nói như vậy thì mới đức cũng biết gần gù làm theo Chuẩn bị xong gã không để chiếc xe hơi của mình Mà leo tạm lên một chiếc xe máy của Đạt cũng dễ hiểu thôi vì xe máy thuận tiện hơn cho việc luồn lách tránh né công an truy đuổi. Chiếc xe rổ ga phóng đi chưa đầy được 200 mét. Mấy đứa nghe tiếng văng vẳng tiếng còi của cảnh sát sau lưng. Ga cúi thấp người quát lớn chạy nhanh đi. Đừng để chúng nó đuổi tới đít. Đặt gật đầu vít hết ga. Chiếc xe lúc này lao đi với một tốc độ kinh người. cuộc truy đuổi kéo dài gần nửa giờ đồng hồ. Chỉ cần có một cây cầu gỗ nhỏ nữa thôi Đặt vào 10 sẽ được đón tại điểm tập kết. Thậm chí đàn em thân tín còn chuẩn bị cả hàng nóng để chống lại lực lượng chức năng. Vừa nói đặt vừa khoái chí lắm. Thế nhưng mà nụ cười của gã chưa kéo dài được lâu thì đã thất liệm. Bởi ngay trước tầm mắt của mình đã trông thấy một bóng người đứng lù lù ở giữa cầu. Một bóng người quen mắt nhưng đối với gã để ám mạnh. Th thằng Nhi! Đã chỉ lắp bắp rồi lạc tay lái chiếc xe đâm thẳng qua lan căn cầu rồi lao xuống nước thì nghe thất thanh vọng lên bên dưới rồi cũng im bật những chỗ cho tiếng nước chảy và âm thanh gầm rú của tiếng gọi xe cảnh sát phải đến cả tuần sau thi thể của đàn và mười đức mới được tìm thấy xương cốt của cả hai đều bị gãy nhiều đoạn bồng trưng phình lên bắt đầu phân hủy tuy nhiên điều đáng sợ nhất chính là gương mặt của cả hai nó đều trông như thể đang mỉm cười vậy một nụ cười quái đản đế chế của mười đức cây rừng bao năm cũng từ đó mà lụi đi đàn em của gã kẻ bị bắt người bỏ trốn đi nơi khác lại nói về tuấn sau khi đầu thú anh được chuyển về nhà tạm giam của công an tỉnh tại đây tuấn nằm mơ thích nhị nhưng chồng anh không còn kinh dị nữa nhị hiện lên với một vẻ bình thường như lúc còn sống anh đứng ngoài song sắt đưa mắt nhìn tuấn mỉm cười cúi đầu một cái rồi từ từ biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.